xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Spark TV. Hai gia đình nhà mình thì đang chuẩn bị lên tàu để Nam Tiến các bạn ạ. Mình sẽ đi thẳng tàu SE1 đi vào Đà Nẵng, sau đó thì dừng ở trạm Đà Nẵng cho các cháu đi chơi. Thì trước khi lên tàu thì mình có một người bạn đã chọn một quán gọi là ngan cháy tỏi rất là ngon ngay lần cạnh đầu tiên ăn món này luôn. Đấy, ngay cạnh ga Lê Duẩn mà mình đi ấy, thì tranh thủ ra đây ăn một chút, sau đó thì sẽ lên tàu nhá. Quán này là ở 51 Hàng Lược luôn. 51 Hàng Lược mà mình thấy ngồi ở vỉa hè rất là đông luôn. Ở đây là cái món gì đây à Hằng ơi? Món này ở quán ngan này rất nổi tiếng của Hàng. Đây là món ngan nấu canh măng đúng không? Đây là món canh măng. Canh măng tiết này. Đấy là canh măng tiết. Canh măng tiết. Đây là gan luộc này. À. Bát miếng trộn trong đấy. Đây là bát miếng trộn này. Đây là ngan luộc này. Đây là cơm này không có miếng này. Canh này, cái này là trộn, đây là canh à. Ui. Đây là món ăn miếng trộn. Wow. Đây là món gì đây chị? Rồi, ok. Em nghĩ là ngan cháy tỏi đúng không? Ui. Rồi chờ một chút đã để cho nó ngấm gia vị đã. Thế à? Thế thì và đây là ngan cháy tỏi đây, em cầm cái này. Đây là ngan cháy tỏi này. Đấy, còn cái gì nữa? Bên đây là hai ngan cháy tỏi đúng không? Đây là mình gọi hai mâm. Hai mâm gấp cho nó dễ. Ui. Thế phải thêm một cái chị ơi. Có. Thêm một cái này nữa. À đây có rồi. Này, nhìn này, lấy đi. Này, nhìn này. Con lấy đi. Đấy, để bố đảo lên luôn nhá. Dạ. Nước quýt nha. Ok, quất luôn. Đây. Ui, ngon lắm. Nhi lại nhi háo hức món đấy rồi đấy. Yeah. Thôi gắp cho bạn này Nhi luôn. Món này ngon cực kỳ luôn. Đấy. Món này là nhà chị làm đầu tiên ở Hà Nội đấy. À, nhà chị làm đầu tiên Hà Nội à? Bán được bao nhiêu năm rồi chị? 8 năm. Lần sau em hỏi về bảo 80 năm nhá. Mời nha. Ăn đi chị ơi, chị Hằng ơi. Em mời cả nhà nhá. Nhưng mà em biết chị à? Ơ vâng, chị không biết em nhưng em biết chị mà. Chị đi thành lời tiếng rồi. Bạn Hải thì ngồi đây nhưng mà lại ngại lên sóng các bạn ạ, đâm ra là. Đây. Ôi nhưng mà ngon thế nhở? Ngon. Món này đi đấy. Con thoải mái. Đây mời Hải Nhi ăn món này nhá. Nhưng mà con cho một chút nha cái. Đây mẹ sẽ thay cho con. Nấm hương này. Cực kỳ là thơm. Chị ơi. Chào Tráng Sĩ. Nấm hương này phải chị mua ở bên cửa hàng Sapa TV không? Đấy. Nhưng mà ngon quá. Này, này nhìn này. Cái ngan này. Hải Nhi nhá, Hải Nhi ăn nhiều mà. Rất nhiều các cô chú bảo là Hải Nhi ăn ít như thế là còi là xấu gái đấy. Không lớn được. Đúng chưa? Phải ăn nhiều vào mới lớn. Đi về bác Hằng bên này ăn nhiều vào nha. Phải để nước gì vậy? Nước quýt con ơi, nước quýt tươi. Đây. Ôi ngon. Đây là món miếng ngan này. Chấm ở đây thì lại có một cái nước chấm khác này. Không. Nó không giống như ở trên mình là chấm với lại làm cái em xì dầu tỏi. Ăn nhiều với con nào. Ăn ít thôi. Nước chấm này chưa ngon hả chị? Đúng rồi, em mới chấm chua. Chỉ có một loại thôi à? Một loại nước chấm thôi. Có mạ ba nữa. Cho em ma tỏi đi. Cho em ma tỏi nhá. Đây cái này vào cho nó ngon. Có lẽ là cái hương vị kiểu quen thuộc ma tỏi mình thích hơn. Thấy không? Bác cho cháu ít giấy nữa nhá. Được, chờ bác lấy cho em ngồi như chị lấy cho uống. Ngon. Bi ơi, Bi thấy sao rồi? Bi thấy sao? Bi thấy sao Bi? Nghe này mềm cực. Thơm không? Con ăn không nào? Thơm một chút. Hằng ăn đi. Hằng ăn đi chàng ơi. Đây là
này của con trước này, em hãy đưa cho con cái này trước đi, à. Chứ không có ớt, chờ chị đi chị lấy cho em sau. Ok, rồi đây, hãy nhìn tới một cái margin này. Còn đây là món ngan cháy tỏi, nổi tiếng đây. Rất là nhiều tỏi luôn nhỉ. À. Đây. Đây là test trước nhá. Nói bảo không? Ăn thử như nào? Nó hơi ngọt ngọt không? Gần như tưởng tượng như là ngan chua ngọt đấy. Có cái tỏi phi bên ngoài nên là nó quẹn vào cái da ấy, rất là thơm. Ăn là giống cơm da chua ngọt đúng không? Ngan chua ngọt. Nhưng mà cơ bản mà nói là nếu mà ngan mà cháy tỏi như này thì nó vẫn có cảm giác. Dạ, nó vẫn có cảm giác hơi bị khô. Đấy. Có hơi có cảm giác bị khô. Hiểu thế. Vâng. Nè. Qua cái đó nó bị cháy này. Đấy thì nó cháy tỏi đây. Chuyên là hơi cháy cháy một chút. Xong rồi mới tỏi. Ôi, nóng ăn cái miếng đấy ngon đấy. Nó hơi bỏng không con? Anh ăn món này được không? Hai ông đường đâu anh ơi? Mày trái thay đi hai đơn. Ăn đi. Anh bảo hai đơn rồi. Bia ơi. Bia ăn thấy hợp khẩu vị không? Ăn có rồi, thích rồi. Nha. Đặt đồ vào quần. Chị là chủ quán luôn à? Chị là chủ quán. À, chị tên là gì? Chị Thủy à? À, Thủy Lương. Mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Mở cửa từ 10 rưỡi đến 2 giờ. Chiều từ 5 giờ đến 9 giờ. À, thế ạ. Có 3 cơ sở rồi. À, 3 cơ sở rồi ạ. Hôm nào chị cho em... Hôm nào chị cho em làm cơ sở trên Sapa chị nhá. Ok, đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Em mở rộng cho chị đi. Dạ, chào anh. Chào anh ạ. Đâu, 266 anh ạ. Hello, chào chị. Dạ. Chờ chị cho Hùng nhá. Dạ, đang tách nơi ra. Chị ăn, chị ăn. Đây, đây con ăn này đi. Đây, đây, con một canh hai nước. Cái ngan ở đây á, là nó không được già, không được dai như kiểu ở trên bản mình. Nhưng mà cơ bản là ngan vẫn rất là ngon, luộc nó không bị khô. Nhưng mà cái món cháy tỏi này thì không biết là mọi người thấy như nào, nhưng mà Hải thấy cảm thấy là những cái miếng nó hơi mỏng mỏng này thì dễ ăn này, còn những miếng mà nó mà về thịt quá thì nó hơi khô. Phải có một con cái món này. Món nào? À. Mấy hổ sẽ ăn món miếng rồi. Đấy. Đây à chị ơi. Anh Bi là thích món nào ở đây nào? À, anh Bi thích món cháy tỏi rồi. Nhưng mà món cháy tỏi thế này làm là nó khác khác biệt với cả những cái món ngan mà mình từng ăn. Đúng rồi. Nhưng mà không bị ngán. Rất là dễ ăn. Vâng, bác cứ ăn đi, chạy cháu tùy cháu ăn. 310. Đi 25 nghìn đi ăn nữa là 305 nghìn. Ra đây là mình đánh kiếm quyền mãi cho em. Đấy, cô đây, giả cô đây con ơi, giả cô, giả cô, giả cô. Đây cô đây. Nhờ thế sao, cảm giác ngồi ăn ở Việt Hè này, quán thì rất là đông. Nhờ cái, nhờ mình... Đấy không khí, nó khác. Không khí ăn uống nó cũng giống như ở một chợ phiên đấy các bạn, ngon. Thảm thêm một chút nha. Đây. Đây, đây, giá rồi. Đây anh ơi. Trời, lên bách đây, có khách rồi. Luôn à? Cái đấy, có gọi thêm nhau. Hả? Có khi gọi à kia vẫn còn mà. Cái này vẫn còn mà. Con ba miếng mì ạ. Ờ, là gọi chị ơi. Thế ăn miếng à? Này là vừa rồi, ngon quá. Đây bắt mình cho con. Một bát miếng trộn ăn thế. Còn đây đây là canh măng tiết này. Rất có thể là măng này là cũng măng khô, măng nứa này là nhập ở Sapa. Măng tươi đem ra à? Đấy. Rất có thể, em đang bảo là rất có thể là măng này cũng nhập ở Sapa TV luôn đấy. Nhà mình là chuyên bán những cái đồ đặc sản Tây Bắc này các bạn nhé. Măng. Anh em nào mà ở nhà có mua thì nhớ mua ủng hộ mình nhé. Măng ngon mà.
Hay là thay vì oánh tiết canh là họ làm cái canh măng thiết lại ngon. Bé Hải Nhi này thích ăn cái luộc này này, chấm với cái maggi này, ăn mấy miếng rồi. Hả? Ăn mấy miếng thịt luộc rồi đấy. Đi chấm vào đây ăn đi. Nhi thấy cảm giác như nào? Ngon à? Ngọt thịt không? Đấy, nó hơi dai. Hơi dai dai một tí đúng không? Nhưng mà ngon mà. Với răng của Nhi là vẫn ăn thoải mái. Nhà hàng hôm nay phải hết miến nhá. Dạ. Ừ. Rồi, em cảm ơn như này là ngon rồi ạ. Nhưng mà bình thường như này là full topping rồi chị. Full rồi. Bây giờ cái bát này của em chứa mỗi lòng thôi. Còn đâu có topping hết rồi. Lòng là cái này đây. Bi từ nãy có cái món cháy tỏi này, chưa thấy chuyển sang món khác. Chị Bi rồi, khoái món cháy tỏi đúng không? Thế hôm nào không phải dùng bố mẹ đến đây hàng ngày nhá. Thế hôm nào mà bố cho chú bếp trưởng đây học để về nấu cho Bi nhá. Đồng ý không? Cố phải học thật giỏi vào. Ngon nhỉ? Ngon. Bao năm rồi nhỉ? Mấy năm? Chục năm rồi đấy. Anh em bạn bè gặp nhau chục năm rồi nhưng mà nó ngại đấy. Anh ấy trở ra rồi mà. Thế còn ngại rồi chứ. Cái thời điểm mà Pi chết các thứ đấy là chị vẫn còn đấy mà đúng không? Ờ thế sao? Vẫn gặp em mà, em vẫn gặp chị mà. Con ăn bún này, con ăn để bún con chăn canh mà ngon lắm. Thử một chút đi. Khoái miếng nào. Ừ. Nhưng mà phải nói là bà hàng chọn quán này là ok đấy, ngon. Hả? Tôi nghĩ ông không tường thiên văn bị lưới lắm rồi, tôi không biết là phải làm nào. Tôi là định đi làm tí vitamin go go. Anh đi ăn đi xong đi ăn ít bún nữa nha. Không phải tí lên tàu đợi đói nha. Như ăn gì đâu mà ăn nó 4-5 miếng thịt này sáng rồi nay, nhưng mà sáng nay có ăn một bát to thôi. Ừ rồi, sáng nay ăn bát to. Tự nhiên chị ạ. Cái tự nhiên. Thôi bây giờ tranh thủ gia đình nhà mình ăn tối xong rồi lát nữa sẽ ra tàu và tiếp tục quay chia sẻ với các bạn cái hành trình đi tàu ở Bắc Nam các bạn nhé. Đây là mình trải nghiệm 3 lần luôn. Đúng rồi. Có giường con ạ. Trong hành trình xuyên Việt của vợ chồng em thì các bác có muốn mà mua hàng đặt hàng thì cứ truy cập vào website sabatv.vn để tránh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các bác cứ gọi điện liên hệ số điện thoại 0974686389, đó cũng là số hotline để đặt phòng nghỉ ở bên em luôn nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trời. Gia đình mình bây giờ đang đi ra ngoài ga để chuẩn bị lên tàu Nam Tiến các bạn ạ. Xác định là hôm nay sẽ phải làm trên tàu là 16 tiếng. 16 tiếng ở trên tàu nhá các bạn nhá. Mời các bác Hải Nhi ngồi này thích không? Theo dõi hành trình sẽ ăn gì ở trên tàu và ngủ nghỉ như nào nha các bác nhá. Ôi Nhi ơi, được bầu kéo này luôn á. Em bị êm đấy. Mỗi công chúa là được cái này thôi. Anh Bi ve anh ấy chạy lên trước rồi đấy. Ở phía ga Lê Duẩn này là họ có một cái đường kiểu như này này. Nên là cái lúc mà lên tàu rất là dễ luôn. Không giống như kiểu ngày xưa mình đi ấy. Đấy. Mình nhìn mắt thường mình cứ tưởng đây là đang áp vào đường luôn ấy nhở. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lên review cho các bạn cái khoang VIP 2 giường. Một toa nó chỉ có 2 buồng thôi, thì mình đặt 2 buồng đấy. Đấy. Đây. Nhi ơi. Chào anh nhá. Ở đây là chị đấy bạn. Đâu? Đây này. À đây, Hổ phát hiện ra cửa này rất là xịn sò. Đấy. Ấn này luôn á. Ui, đây. Ui, vào đây mát. Nào, cứ đóng vào thế nào. Đâu, vào đây ăn. Đây. Nó tôi đóng vào. Đóng cấm đi. Đâu sao nào? Phải tự đóng không? Đi phải tự đóng à? Đây. Đây có cả khoang 4 giường, khoang 6 giường. Nhưng mà cả một cái toa này là chỉ có 2 cái buồng VIP như này thôi các bạn ạ. Đấy. Thì đây là có khoang 2 giường.
Đây. Đây phòng bố mẹ này. Làm rất chi là thoải mái luôn. Này đi mười mấy tiếng được. Được cái là có bàn làm việc ở đây. Là đấy, mình có thể xung là xung quanh là bằng da luôn nhỉ. Mình có thể là ngồi đây vừa làm việc dựng phim luôn. Đấy. Đã không? Đã. Được cái đấy. Là thấy mát vào phòng này là mát lạnh luôn. Mát lẹm luôn. Bi hổ phòng bi hổ đâu? Đây phòng à. Bi hổ bên này. Đây. Này. À. Sợi. Úi sợi. Đấy. Thế là tí nữa là anh em tha hồ quẩy ở đây nhá. Ơ nhưng mà ở đây sao lại kiểu gì? Con thấy cảm giác nó bé hơn cả cái phòng đi đâu cái. Đâu nó cũng thế đấy con ạ. Cũng nó cũng một kiểu ấy thôi. Nhưng mà phòng kia thì nó để họ đề co đẹp hơn, mới hơn, nhìn ấy hơn. Tí nữa thì khi mà tàu chạy thì mình sẽ em đi review vòng quanh tàu cho các bạn cùng xem. Tối review đồ ăn. Trên tàu này thì do là hành trình Bắc Nam nên là nó bên tàu họ có cái khoang gọi là khoang ăn uống ấy. Đấy. Nhìn thấy sao, thú vị không? Thích không? Mỗi tàu hơi lạnh à? Tàu này cũng có khoang 4 giường như thế này. Nhưng mà bên này bỏ 4 giường thì lại không thể bằng cái khoang 2 giường. Anh biết lý do tại sao không? Không. Chỉ có gỗ không thôi, không có ốp da giết gì cả. Thì rõ ràng họ đề co. Nhưng mà cái này thì nó ấy hơn. Trang trí đơn giản hơn là ở cái Chapa hôm qua mình đi nhỉ? Chapa đẹp hơn. Vâng. Đây là đường giải phóng hả anh? Đường Lê Duẩn. Lê Duẩn. Vâng. Bây giờ là tàu sẽ chạy dọc dọc theo quốc lộ 1A anh nhỉ? Không, đây là đường giải phóng thôi. Giải phóng. Vâng. Nhưng mà ý là bác khỏi Hà Nội thì nó song song quốc lộ 1A cũ. Đấy, thì song song quốc lộ 1A cũ mà. Đây là đoạn này trồng nhiều cây. Vâng. Vi thấy đẹp không Vi? Đó là đẹp. Hả? Đó là đẹp. Ừ. Công viên Thống Nhất. Đây là công viên Thống Nhất ạ. Vâng. Hồ này là hồ hồ công viên Thống Nhất đúng không? Nói chung là đi trên tàu mà ngắm cảnh kiểu Bi đã đói rồi á? Nghỉ giải lao một tí nữa mới đi ăn nha con nhá. Cậu ấy đã hỏi bác là có cái chỗ nào ăn rồi. Đường Lê Duẩn. Đấy. Ngày xưa là em có thời gian đi theo tàu lâu lắm anh ạ. Nhưng mà đây là nếu mà đi tàu Bắc Nam đây là lần đầu tiên. Đây là đường giải phóng ạ. Hà Nội về khuya là cũng ít xe đi nhiều anh nhỉ?
Ui, xe. Chờ chờ. Đấy, à thế ạ. Thôi mà chờ tàu mình qua rồi nè. Nhưng mà kiểu đi tàu trên tàu này mà mình ngắm cái cảnh về đêm của các thành phố thích anh nhỉ? Anh là đi tàu được bao năm rồi? Em 15 năm. 15 năm à? À. Thế chính tỏ cũng có thâm niên đấy. Anh là chuyên bên xe điện. Em phó tàu. Anh là phó tàu, à thế ạ. À. Anh Đại là chủ tàu anh nhỉ? À. À, nhà anh ở Hà Nội luôn à? Không, em ở Thanh Hóa. Anh ở Thanh Hóa? À, ở chỗ nào anh? Em Hậu Lộc. Hậu Lộc à? À, em có thằng em cũng ở Thanh Hóa. Thôi nhưng mà chắc anh nhiều tuổi hơn em chứ? Em ít tuổi, em sinh năm 86 rồi. À, 86 rồi, mấy hơn tuổi. À, anh tuổi Hợi. Vâng, dạ. Anh phó tàu. À, đây là đường Giải Phóng đấy. Nhưng mà anh là toàn đi tàu khách à? À. Đơn vị là ấp thử mình đi tàu hàng. À, thế à. À. Thế là vừa đây là ở trong nội thành nên là tốc độ nó khoảng 3-40 thôi. Còn nếu mà ra khỏi nội thành là tốc độ trung bình khoảng bao nhiêu anh? Khoảng 70-80. Khoảng 70-80 ạ. À, thế à. Đâm ra em nhìn thấy là tốc độ di chuyển của nó nhanh hơn và khó quay hơn. À. Bắt đầu từ bây giờ là tăng tốc. Dạ. Chào anh Đại nhé, giới thiệu cả nhà đây anh Đại trưởng tàu. Dạ. Vâng. Đúng ra cái nguyên tắc là mình không được cái ống cửa xuống thôi. À, thế là thì là để tối thoát hiểm. À. Để đảm bảo an toàn này. Cái này là ngày xưa ấy, dạ. Em đi tàu ấy là nó phải có một cái lưới sắt. À, tránh kiểu trẻ con nó hay ném đá. Đấy là cái xe trên xe đời cũ ấy. Vâng. Bây giờ mình chưa lắp điều hòa thì nó đúng rồi. Mình phải cẩn thận. Hôm nay là cơ bản là khách chưa lên, thứ hai là các anh tạo điều kiện cho mình quay phim một chút. Dạ. À, tốc độ có vẻ nhanh hơn rồi đấy. Vâng. Mình ở trên tàu mình cảm giác nó chạy chậm thế thôi, nhưng mà ở dưới thì... Dưới là nó lao vun vút đấy nhỉ? Vâng. Thế là ngày mai là tầm đến ở Đà Nẵng khoảng mấy giờ anh? Đà Nẵng đúng giờ là về 3:23. 13:23. Mà tàu mà đông này chắc là 6 giờ đúng giờ mấy anh nhỉ? Bây giờ là ở dưới đường người ta đang sửa chữa nhiều ấy. À. Chậm một chút. À. Mua đồ. À, thế là năm ngoái anh lên sắm à? Ừ. À. À, vừa chẩm chéo à? Dạ vẫn còn. Con ba già còn đang bảo gọi điện lên để mua miến. À, mua miến. Dạ, dạ. Dạ. Trên đấy có miến Bình Lư nổi tiếng ngon lắm. Miến ngon, dạ. Mình nấu ấy, mình nấu nó không nát. Không nát thì quang. Vâng. Đấy, nó không nát, mình làm và giả thì làm. Đây là ga gì đấy? Ga Văn Điển. Văn Điển. À. Đây là mua cả châu này. Dạ. Cái chẩm chéo. Tạp rồi mắc khé, nói chung là nhiều. Cái video của Hải là khi mà mua 3 cân thịt châu khô tặng 1 cân là lâu chưa nhỉ? Mới đấy anh ạ. Vẫn đang có chương trình đấy đấy. Nhất là ưu tiên các anh tàu nữa. Mua 3 cân là tặng 1 cân, kèm thêm cả lo chẩm chéo nữa. Vâng. Đây là vẫn đường Giải Phóng đúng không anh? Đúng rồi. Em phát hiện ra một điều là ở đây người ta có ghi là cái ga mình chuẩn bị đến và tốc độ km đúng không anh? Đúng rồi. Chuẩn bị đến ga Thường Tín này. Đấy. Và tốc độ đây là đang là 58 km.
Hôm nay là ngày 26 tháng 6 đúng không? Nhiệt độ là 22 độ C ở trong trong toa xe. Đấy, nếu mà khi các bạn đi thì các bạn có thể nhìn hai đầu. Vừa mới tàu chạy được một lúc mà mấy bạn nhỏ đã thấy đói rồi. Tranh thủ phải đi ăn xong để về ngủ. Đi qua giữa hai toa là nhớ phải bế các bạn ấy lên nhá, đừng để các bạn ấy đừng chạm vào cái tay giữa hai toa nhá con nhá. Dạ. Bố, nào con đi ngang qua đi, cẩn thận nha, cẩn thận. Quay chứ đi. 1, 2, 3. Đừng chạm chạm vào cái này, đừng. Sao anh ạ? À, phía trên này này có cả. Đây là ghế ngồi mềm đúng không? Đây là ngồi mềm đây này. Xịn xò phết đấy. Quay cho chị đây. Ê, chào. Hello. Chào các bạn nha. Tàu đang đỗ đến từng ga con ạ. Rồi cái ghế mềm này cũng xịn xò hết đấy nhỉ. Mời các bác ạ. Mẹ ra cái đĩa làm gì ăn này vừa rồi. Mời cả nhà nha. Không mẹ phải ăn mặn mặn một tí cơ. Dạ ăn ăn đêm ở trên tàu các bác ạ. Trên tàu này không có xuân hào hải vị gì cả. Mà chỉ có mấy món gọi là cơ bản thôi. Mì tôm, trứng vịt nộn. Ngoài ra còn có cả bánh bao, có ngô, xúc xích. Nhưng mà bữa trưa mai có cả cơm mà đúng không anh? Toa mình là toa VIP là có đồ ăn sẵn đúng không? Đồ có cả ăn sáng, phụ ăn sáng, có ăn phụ ăn trưa. Nhưng mà các bạn biết sao cả cái đoàn tàu này có đúng hai buồng VIP mà may mắn mình có được không bạn ạ? Em ăn cái con này đi, anh không ăn được con. Anh ăn cái lòng ấy của nó thôi. Con ăn được con này không? Không có. Bi ăn không? Đây, lấy em Bi. Đấy. Bi khoái ăn cái con, mình ăn khoái ăn cái lòng thôi. Ôi đôi. Chị và em mình. Wow, mì tôm đến rồi à. Tô không rau của ai nè. Bạn Trắng không rau. Không rau của bạn Trắng. Ai mì tôm phải lại nhỉ chú nhỉ? Mì tôm cốc mà chú đổ ra đây cho nó đẹp với con. Rồi ạ, em xin ạ. Em cảm ơn anh. Ngọt, cảm ơn anh. Chanh đi quất. Ngọt. Để cam này ạ. Để bíp không? Chú ơi, ba này em gây xích cả chú. Chú cần gây xích cả bát con. Thôi gọi con ăn đấy đi dạ. Tàu này SE1. Nó là được gọi là tàu nhanh các bạn nhé, không phải tàu chậm đâu. 70 km/h. Nó chỉ đi chậm những lúc mà cần đi chậm thôi. Tàu có cứ hải là có hai cái cô gì ấy mà. Dạ, sau khi bản ấy. Sau khi xuyên Việt xong rồi chia hành lý mỗi anh em một nơi rồi. Mẹ dạ. Mới gặp của em có thấy là đi miền Tây là có hai cô ở trên bản đấy đúng dạ. Anh ngày nào anh cũng xem ấy. Dạ. Ngủ á? Thôi chú. Ăn xong rồi về. Chú ơi, cho cháu bát từng ớt. Cậu kéo chú. Cậu kéo chú cắt xích này. Dạ. Chú cho cắt lời bát cháu. Bát từng ớt. Ăn xong chú đi lộn rồi. Giờ chú bác mang gừng ra. Rồi ok, cháu ăn. Con ăn một con chứ còn một cái. Không ăn bát từng ớt. Ăn gì cơ? Từng ớt đúng không? Nhìn chú phải ăn và tôi xẹp luôn đi. Dạ. Cái gì đấy bác? Ok không? Anh này về ngủ ngon rồi chưa? Chú Hải đã đi hết các cái chợ của cái bản trên Tây Bắc chưa? Em đi hết rồi ạ. Đó là cái cũng vào mình xem. Dạ. Tối mình mới xem. Mình hơi cay.
Bé Nhi vừa nãy đói quá ăn hết một cái xúc xích rồi. Rồi làm hai quả trứng vịt lộn nhá. Ừ. Rồi, ăn hết đi. Ừ. Còn này mà có ít cơm cho vào lên này. Bạn thấy trải nghiệm tuyệt vời chưa? Chú Hải có cái xe đấy không? Xe mà chú đi ở cái xe mà là xe gì đấy? Còn anh ạ. À. Dạ. Vẫn còn thật đấy. Đi ở chỗ cái đập gì ấy nhỉ? Vâng. Xe cây kìa. Mẹ ăn nhé, mẹ ăn đâu con? Thật no. Vâng. Vâng. Bắt đầu à? Tăng tốc. Dạ. Bắt đầu tốc độ cao rồi đấy. Cho bố xin cái giấy nè. Cho một tí rồi về. Dạ. 61 km/h đấy, tốc độ cao. Hà Nhi ăn đi, vẫn ngủ chưa? Thế ăn nhanh để về cho đi ngủ nhá. Ăn hết một cái xúc xích rồi. Ôi chú có nó lâu chứ? Cay quá. Cay à? Cay. Ăn thử đi. Này, mình hai đường cơ bản hết gói mì luôn. Cảm ơn. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại Quảng Bình. Đây là dòng sông Danh, rất là nổi tiếng với là món cá chấm nó nuôi trên sông này. Sông này là cực kỳ là sạch luôn. Trước đây có đi qua cái hang động ấy, mấy cái hang động ở đây này. Nếu là ngủ ở trên tàu đã lắm các bạn ạ. Đi ngủ một đêm là tới luôn. Tối qua thì có bảo làm cố gắng để thức để làm sao mà hôm nay dậy sớm. À cố gắng mình ngủ sớm để cố gắng dậy sớm để quay. Cột ghi chuẩn bị vào cái ga nào đây. Trên là hai bờ sông Danh nên là họ nuôi, họ trồng lạc các bạn nhé. Đây là một cái ga nhỏ, họ không dừng luôn, chạy thẳng luôn. Phía ngoài kia là cảnh bà con đang thu hoạch lạc đấy nhỉ. Khu này mùa nước lũ là ngập hết à? Ngập hết à? À. Bà con ở đây vất vả. Ừ. Cái này là em chắc là đi qua cái xã nào, huyện nào, tỉnh nào là nhớ hết chứ nhỉ? Nhớ hết không? Cũng những cái địa điểm nổi bật thôi. À, nổi bật thôi. Thì từ đây vào trong kia mấy 60 tỉnh thành. Đi qua 60 tỉnh hả? Không, tức là tương đối. À, tương đối đúng không? Ừ. Từ Bắc vào Nam. Từ Bắc vào Nam. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Thủy. Thủy, Thủy là quản lý cái toa này đúng không? Vâng, nhân viên phụ trách toa này. Em là làm được đi đường sắt lâu chưa? Em được 11 năm. 11 năm, chính tỏ là thâm niên hết đấy. Vâng. Chưa có hay đi Sapa không? Hồi mới vào ngành thì em cũng đi tàu Sapa, tàu Lào Cai, SP. À. Vâng. Quảng Bình thì rất là nhiều. Rất là nhiều món hả? Nhiều động. Ừ, nó là vương quốc của động mà. Vâng. Chứ anh có đi Phong Nha Kẻ Bàng rồi, đẹp lắm. Vâng. Xong rồi đi được thưởng thức món cá chấm trên sông Danh ấy, cái sông mà mình vừa đi qua ấy. Vâng. Nói là ngon.
Mẹ là Quảng Bình rất là nổi tiếng là sâm bố chính. Quảng Bình bây giờ khách du lịch nhiều anh. Nhiều khách du lịch đúng không? Vâng. Đường sát bên em thì lập một ngày mấy mã tàu vào đấy. Có những tàu chuyên chỉ Hà Nội, Quảng Bình rồi Quảng Bình quay ra. Nhu cầu khách ở khu vực thì tương đối nhiều. Ở trên anh thấy là cái biển là đây là nó biển quy định tốc độ đúng không? Vâng, mấy cả km nữa, số km tính từ Hà Nội này ạ. À, nó giống như kiểu là cái... Giống như đường quốc lộ này anh. Đường quốc lộ ấy ạ? Vâng, km số bao nhiêu. Hay nhỉ. Nhìn con sông Danh hiền hòa này thôi nhưng mà như bạn Thủy chia sẻ là những cái mùa lũ ấy, khi lũ về hoặc là mùa mưa ấy, chỗ này là ngập hết đúng không? Vâng. Này khi mà đi tàu mà vào những cái mùa như thế nó nhìn nó cả cảnh tượng cái đẹp lắm ấy nhỉ? Mênh mông như ở đi ở gần biển. Đây các bạn thấy cái khúc cua này, cong cong này rất là đẹp. Đấy. Mình rất thích cái khúc cua như này nhá. Đây, đẹp chưa? Hôm nay sẽ cho tất cả khán giả của Sapa TV trải nghiệm ngắm cảnh ở trên tàu. Wow. Đấy, sau những cái hầm thì lại là con sông Danh quen thuộc của chúng ta. Nó cũng nhiều cái tàu thuyền trọng tải lớn phết đấy. Chuẩn bị vào ga nào đây ạ? Lạc Sơn. Lạc Sơn. Vâng. Đây là những ga phụ thôi đúng không? Dạ vâng. Tàu không đúng. Lạc Sơn. Nhân viên ga làm tín hiệu an toàn. Ga tàu. Nhân viên ga làm tín hiệu. Nghĩa là được phép đi qua đúng không? Vâng. Nếu họ dơ lên thế này là phải dừng lại đúng không? Không, dơ lên là xác nhận là an toàn, thông qua tàu an toàn. Còn dừng lại thì đã có tín hiệu trước khi vào ga rồi. Rồi, trước khi vào ga. Đẹp quá nhỉ? Đẹp. Nhà máy xi măng châu bò này á. Vâng, nhiều khi lũ về dân không kịp. Lũ về dân không kịp trở tay anh nhỉ, nguy hiểm. Rất nhiều bà con thả rất nhiều châu bò ở đây. Nhưng mà chính nó lũ thế đâm ra lại đất nó lại kiểu phì nhiêu. Vâng, nhiều màu. Nhiều. Nhiều phù sa. Ở dưới ga. Tàu vừa mới đỗ ở ga Đồng Hới nên là gia đình nhà mình tranh thủ xuống đây hít thở không khí trong lành. Đi đâu rồi? Hả? Đấy, ở dưới này là bán rất nhiều những cái đồ đặc sản mua làm quà. Đấy. Dạ. Dạ. Đây là phía mặt sau của ga. Xôi gà, ngon quá.
Dạ. À. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ. À, chuẩn bị đi hả chị? Ôi. À, à, rồi, rồi. Anh Hải ơi, em mua cái gì đi? À, em chào cô. Chào dạ. Cô ạ. Ồ, đây. Đây là ga Đồng Hới ở phía bên này các bạn ạ. Nhưng mà có lẽ là thôi mình cứ đi lên tàu đi một tí nghe, lại chạy. Vâng. Tàu lại chạy. Chào cô nhá. Thôi mình đi lên đi. Dạ. Sapa TV. Khói. À. Dạ. Chào anh. Dạ, thôi thôi ạ. Dạ, chào, cảm ơn. Em không gọi. Hello. Dạ. Nào đi chạy lên nhanh xem rồi muộn anh ấy. Chạy nhanh. Hít không khí trong lành. Ôi giời ơi. À con lên đi. À. À. Chào các anh nhá. Đây, đang muốn đến quay một cái biển ga Đồng Hới. À, ok anh. Dạ. Con em vẫn kém Hải Sala TV. À, chụp. Rồi. Rồi ngon thế. Bữa sáng ở trên tàu. Các bạn thấy không? Mình không ngờ luôn ấy là gia đình của mình có một bữa sáng cực kỳ là chỉn chu các bạn ạ. Thì ở đây là có những đặc sản Quảng Bình. Đây là có miến lươn này, súp lươn này. Đấy, rồi cháo này. Đấy. Và đặc biệt các bạn ạ là có một vải thiều Bắc Giang. Đây là cái suất ở Bát Đa bao gồm ở trong cái vé VIP. À, cảm ơn Thủy nhá. Đấy. Đây. Bây giờ là đây có cả nước mắm đây này anh. Ừ. Ngon nhá. Rồi em mời cả nhà. Mời nhà nhá. Ui lươn này. Con lươn ngon. Đấy vừa. Ui. Bị thế nào? Ngon. Nhà mình cho em xem một cái. Dạ. 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 Vâng ạ. Đây chị lấy này. Đây chị lấy cái này này. Cho vào cái gì đây chị? Cho vào cái này này, cho vào cái này. À, rồi. Đây chị lấy cái này đi. Bé ăn cay nên em không cho ăn cái này. Rồi. Ui ui. Ngon. Không biết là nó ngon hay là do gia đình nhà mình đói đúng không? Đói đúng không? Đấy. Em bê hẳn này lên. Táo. Ừ. Táo ngon. Con gì bố? Con lươn. Chị Nhi ăn giỏi chưa? Cái này là cái gì vậy bạn? Bánh cuốn. Giống như bánh cuốn đấy con. Này con. Bà ơi. Nè. Theo mình đi đâu mình cũng gặp bánh cuốn đấy. Đúng rồi. Nè. Bánh cuốn là cái món ăn sáng phổ thông mà con. Bánh mì cũng tương đối là giòn. Bánh phủ kìa. Ừ. Ok không? Thịt lươn đấy nhờ, lâu bình thường ăn tất cả các em ngon. Bình thường là chúng ta phải lên cái toa hàng ăn. Nhưng mà nếu mà bạn mua vé VIP thì bạn có thể ăn được ở được phục vụ tại phòng luôn à. Trong này nhiều lươn lắm anh Hải ạ. Tăng lươn này luôn rồi. Đấy miếng ngon mà. Hải Nhi có bác cháo này, cháo sườn đấy. Sao kiểu gì mà cái sợi miếng này nó rất là đấy nhá. Nó giòn luôn đấy. Đấy. Ngon.
nào không đi ạ? Để trộn đều. Phải nói là bây giờ là cái chất lượng dịch vụ của ngành đường sắt là được cải tiến rất là nhiều. Nên nói là khi mà các bạn đi, mình không biết là các bạn đi vé bình thường như nào, nhưng mà đi khoang VIP ấy là sẽ được anh quản lý cái toa này, anh sẽ hỏi là nhà mình thích ăn sáng, thích ăn những cái gì. Đấy, ở đây có một số những cái đặc sản. Hạn đi đến đâu mà đúng là bữa sáng đấy, anh giới thiệu là có miến lươn, có cháo, có súp lươn. Thế là mình order mỗi thứ một ít để tiện review cho mọi người. Mà Hải Nhi thấy cháo ngon không? Nghe là sáng cháo đi mà bắt xe rồi bắt này chỉ cần nước cái. Ok. Cái này quấn như này thôi nhé, không nóng. Đây gọi bánh mì lươn. Biết ăn này không? Thứ này không? Bên này. Xong người ta giỏi nhờ, người ta lọc cái cặp xương nó lươn luôn. Đúng rồi. Mà mỗi tội cái đũa ở đây là hơi ngắn à. Bi ve là hơi khó ấy. À, đây con phải làm thêm tí đơn nữa này. Đây. Không à? Trong bát con có nhiều mà. Đúng rồi. Này, Nhi. Ui, Hải Nhi à? Hải Nhi á. Hải Nhi ăn miếng ngon này. Ui, 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 ui. Nhi tự biết xúc đâu, đấy. Đâu, bố thử nè. Bố thử cái món miếng lươn này. Ngon đấy bố ạ. Nhưng mà hơi nhạt. Đấy, hơi nhạt, nếu mà cho được cái này vào đây. Đây, mẹ cho một chút nước mắm vào đây. Vì em sợ con cay ấy. Đây là... đây là nước mắm à. Đấy, dưới đều vào. Rồi, ok. Ê, cho một tí vào này. Thôi, em không. Đây là nước mắm này, là nước mắm. Úi dồi. Phải nói là cái mùi của nó cực kỳ là nồng. Thơm luôn. Nghĩa là sao? Nước mắm này nó nguyên chất các bạn ạ. Nguyên chất. Ý ơi, tất cả là của thiệt của em ấy. Thôi, cho một chút nước mắm vào, đậm đà quá. Không ăn cay được. Rồi. Đấy, hai anh em ăn hết bát cháo này đi. Ăn hết cháo xong rồi chuẩn bị làm lát là qua đèo Hải Vân đấy. Cực kỳ là đẹp. Mình đến Đà Nẵng là đi qua cả trưa không ạ? Đúng rồi. Tầm 1 phải ăn trưa luôn. 1 rưỡi 2 giờ ấy nhỉ. Lát nữa mình sẽ có bữa trưa trên tàu con ạ. Này, trắng miệng luôn. Có cầu lắm cơ. Phải nói là cái trải nghiệm trên đầu mình nói là trải nghiệm nhá. Thì mình cảm thấy thích rồi đấy các bạn ạ. Bởi vì là ở trên tàu á, không thiếu một cái dịch vụ rồi cả. Rồi vừa ăn vừa được ngắm cảnh ấy, sướng. Ý là bác nào mà muốn sống chậm lại thì nên đi tàu Bắc Nam một chuyến nhờ. Sao lại đi chậm lại nữa? Có vội không vội được, bởi vì đến từng ga là sẽ đỗ. Nhưng mà đi chơi tàu này phải cực kỳ là thư thái mới đi được. Chứ còn ai mà bận việc, bận nọ, bận kia thì không nhiều đi được. Nhiều bác bận công, bận việc ấy con. Các bác phải đi máy bay đi cho này, nhanh. Đi máy bay cho nhanh ấy, còn đi tàu này phải mất mấy ngày đêm. Mà cũng phải trải nghiệm chứ. Ngon quá. Con sẽ chờ bánh bao đấy. Mà chờ làm thêm cái bánh bao nữa. Gọi không? Có. Đây. Là bò vải chưa? Ngon quá. Sườn ngon. Ngon. Thế thì sao vải này được gọi là vải thiều nhỉ? Nó có nhiều loại vải lắm anh. Vải ăn nè. Ui, ngon lẹ luôn. Ngon lẹ luôn. Ăn chua một chút nào. Này con ăn vải á. Cái miệng. Tráng miệng à. Nhi, thế là đã xong bữa sáng rồi các bác không? Giờ làm thêm
đôi quả vải rất là đẹp. Vải ngọt của bố ạ. Chín rồi sao ấy? Phải nói là vải đi mọi miền Tổ quốc nha. Như trời cầm ấy. Ủa, cẩn thận tụt. Mày ơi, bé tí. Mấy cái súp này mấy bác tự làm à? Không, các bác trên tàu có một cái đội bếp luôn con ạ. Đây, anh Long ăn hết là bê này, ăn nốt này đi. Thế có con nhớ tối qua mà cái bếp mà mình lên ăn mì tôm không? Đấy, các bác nấu ở trên đấy. Là cái bác mà nấu cho mình cái mì đấy á. Ừ. Đây. Ừ. Bỏ nước mắm này ra, nó rơi vào đây là chết. Anh Hổ nói chưa? Dạ. À, tuyệt vời. Giờ về chỉ chờ đến những cảnh đẹp để quay chia sẻ với các bác nhé. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ. À, đã đến Thừa Thiên Huế. Đến Thừa Thiên Huế ấn tượng lớn nhất anh biết là em nhớ đến cái gì không? Là cái gì? Vua và Hoàng hậu. À. Được ăn ở đấy, được phục vụ ấy. Ơ kìa, cái bên kia là cái khu... À, Kinh Thành Huế kìa. Kinh Thành Huế đấy. 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 Kinh Thành Huế. Đúng chỗ mà em bảo con chồng mình đi tham quan. Đúng rồi. Đây là đi qua dòng sông. Cầu này là cầu gì mà người Bắc qua sông dài đấy nhỉ? Đây là sông Hương đấy. Sông Hương rồi. Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ. Cầu Dã Viên. Cái cầu này dài nhờ. Ừ. Đây, đây này. Đoàn tàu chuẩn bị đưa quý khách vào đến ga Thừa Thiên Huế. Quý khách hãy chuẩn bị tư trang hành lý. Tránh nhầm cái gì? Tránh bỏ quên là hành lý ở trên toa. À, đấy, My đã phát hiện ra là đến Huế là có món bún bò Huế. Ê Hổ thích thưởng thức món bún bò Huế không? Chính gốc không? Con ăn rồi, ăn bún bò Huế rồi. Ừ. Cách đây mấy năm nhỉ? Hổ đi lúc đấy. Cách đây là đúng là Nhi lúc đấy đang bầu Nhi thì giờ Nhi được 6 tuổi thì đúng là đi cách đây 6 năm. 6 năm là đi Huế, Hội An và Đà Nẵng. Đấy là ba điểm đấy là mình đi luôn một tour đấy. Đây là đến ga Huế rồi. Đến ga Huế là cũng thấy cái gì đó nó cổ kính. Ôi mấy cái đầu máy kìa. Những cái đầu máy thì cái thời lâu rồi. Từ bao nhiêu năm rồi. Những bức tường rêu phong. Ở ga Huế này sẽ dừng khoảng 5 phút. Đây, tranh thủ ạ. Đi khám phá ga Huế một chút nào. Ồ, cũng rất nhiều du khách nước ngoài lên nè. À, có những khách lên và có những khách xuống. Họ đi kiểu xe đi miền Nam ấy nhỉ. Đúng không? Cũng như mình ấy, tí nữa mình dừng chân ở Đà Nẵng, sau đó mình chơi xong rồi mai mình lại tư trang nhí lại lên tàu đi vào Sài Gòn. Vâng, cảm ơn. À, ở đây họ cũng có bán xôi rồi trứng. Dạ. Rồi, ôi, và cái này khách nước ngoài lên chưa? Du khách nước ngoài lên đông nhỉ? Đâu, đây là xuống rồi. Đây là xuống Huế chơi. Đã đi tham quan ở Huế. Một toa này xuống hết luôn. Vâng. Rồi, chào bác ạ. Đông nhỉ? Du khách xuống Huế chơi đông đấy. Ừ.
Anh thử hỏi bạn là bạn đến đây chơi mấy hôm? Em làm như anh giỏi tiếng Anh lắm không bằng. Ấy, trứng luôn. Dạ. Trả cho trứng nóng em ơi, trả cho. Cho trứng nóng với chị không? Đi đi. Ờ, taxi về chưa thầy? Ha. Đi về chưa? Ờ, chưa. Anh về hả? Taxi em chở về. Không, anh vẫn ở đây mà. Ô, tàu chuẩn bị chạy đấy. Thôi mình xuống chỗ ngay ta dưới này mình lên đi. Lên nhanh ta 6 đi. Không, mình cứ đi đi chưa. Nào chạy họ phải có thông báo chứ. Sao mà nó chạy như này được? À, chào anh em nhá. Chào thầy. Có. Xong chạy chưa? Chạy rồi đấy anh ạ. À, nào chạy để còn nhảy lên. À, đây là lối ra đây à? À. À. À, cổng ra đây. Chào các anh chị nhá. Vâng. Vâng. Chào anh. Xin chào. Alo, tốc tốc sắp ba. Sắp chạy chưa? Sắp chạy rồi, đây khách đang lên, gần hết rồi. Ga Huế. Chưa. Thôi em lên đây. Khách lên hết rồi anh ơi, là tàu chạy đấy. Cái gì? Ra đây em kéo lên. Nào. Một hạng. Ba. Đúng lúc còi đi. Gia đình Hải mời tất cả các bác ăn cơm nha. Em mời cả nhà ăn cơm. Ồ. Đấy, đua này chắc chắn này. Đấy, đường, đường sắt Hà Nội. Ở trong một cái combo này là có đầy đủ hết. Có thìa, có tăm, có một giấy. À, cái bữa trưa của cái khoang vé VIP của mình đây. Đấy. Ồ. À, đâu của Nhi đâu nhỉ? Ui. Đây, suất của Nhi đây. Không, con ăn con không ăn nổi đâu. À, con ăn rồi, con ăn với mẹ đúng không? Rồi. Ok. À, ở đây là có xúc xích này. Đấy, trứng này. Rau giá này, lạc này, cơm này, thịt kho. Nhưng mà phải nói là đặc biệt đây là có quả bê thui là rất là tuyệt vời luôn. Thấy bảo là bê thui ở đây là ngon lắm mà rất là nổi tiếng. Này, các con phải thưởng thức cái tí bê thui đó. Bê thui chắc này, cuốn này. Một tí sung này, không? Đấy, rau dưa này, xong rồi chấm vào đây. Đấy, mời các bác nhé. Đây, cho Nhi ăn miếng bê thịt lạc này này. Ui. Nhi ngon lắm. Cái bê mắm đây cực ngon luôn. Đấy. Cái này là gì vậy? Tương. Mắm nêm. Này, bê thui. Mấy bát nhỉ? À. Trời ơi, cái thịt này nó cứ ngậy ngậy béo béo nhỉ? Đúng rồi, ngậy ngậy béo béo ngọt ngọt. Đó, cái gì đó? Đây, đây, đây. Cái này như kiểu là nó luộc mấy xưa à? Không, họ thui. Họ lấy đóm ấy. Nhiều nhiều nơi là lấy đóm thui mà thui thông đêm ấy. Thì mới được một cái con miếng bê. Nhưng phải nói là ăn lên lá vả này. Rồi rau sống. Nhi ăn nhiên, à. Cảm nhận thế nào ấy Nhi? Ngon. Ngon không? Hơn nửa cây thì sao? Hơi trứng nhăn. Ừ. Chắc hơi kiểu dai dai một chứ đúng không? À. Nhi, Nhi, Nhi. Nó hãy như ở dưới tí nào. Nhi hả mồm à? Nào. Có ăn thấy ở trên tàu vui không? Ngon. Ngon à? Đây có cả xúc xích này. Không có gì cả. Có cả thịt kho này. Trứng à? Rau. Ừ. Một trứng rán đấy. Con ăn trứng rán nhá. Không, thôi. Ăn thịt hay là ăn gì? Hải Nhi là có. Hải Nhi là có suất của Hải Nhi kìa. Hải Nhi một mình một suất đi. Ăn cơm ăn thịt ăn xúc xích.
Xe gái, cái đũa của con đâu? Đưa đây. Bê thui ngon nha, tầm bầy. Làm gì đang? Bỏ bả. Khế à? Nhưng mà Mỹ sao sầm đúng không? Ngon. Chua không? Đó, hơi chua chua. Đó. Nhưng quê không có nhà? Có. À. Wow, to quá. À. Cái đũa này ở đây nó béo quá. Nhà cái này nữa. Nữa. Thế con phải cho một chút thế này. Thế chua không ạ? Thế chua. Mình ăn nó mới không bị ngấy. Ngấy, đúng rồi. Ngọt lắm. Hồ bia làm miếng không? Ăn được bột không ăn miếng. Đội này chắc không quen ăn cái mắm nêm à. Ôi chả ngon tuyệt vời. Mình ăn cay xúc thế nhỉ? Mà vừa ăn vừa ngắm cảnh này thấy thú vị không? Không, mà toàn là cây cây. Nha, là cây cây à? Đó, cây chắn hết rồi. Ngon. Cái tàu này vui mà nhỉ? Thích học bài ở trên này cũng được này, làm bằng dựng phim ở trên này cũng được này. Nó đi là giống ô tô nhưng mà kiểu là nó có giường nằm đấy. Ừ. Ô tô có giường nằm con. Là không gian cũng thoáng. Thích mở cửa. Ô tô là ghế ngồi mà. Hả? Ô tô là ghế ngồi. À. Nhưng mà ô tô có giường nằm chứ con, chẳng qua con chưa đi thôi. Hôm nào bố lại cho con đi trải nghiệm nhá, ô tô giường nằm nhá. Giường nằm con đi rồi. Bố bị hôm ăn buổi. Giường nằm mà xe biết giường nằm ấy. Ngon. Ăn thử kho à? Đó, chả cá đấy. Cá này trứng ngon cực. Cá mấy giá này, trứng giá này, thịt kho. Ở đây họ có miếng miếng dạng kiểu chả cá các bạn ạ. Vừa quá. Vừa ăn cơm. Hả? Sao con? Cái dưới là to. Mấy cái giá cũng to. Mà sao ấy, cái dưới nhỏ thế. Hải Nhi cố gắng học giỏi để sang năm bố lại cho đi du lịch tiếp nhá. Vâng. Con chú thích là vừa ăn cơm á. Làm miếng cơm à. Đấy. Là cho viên lạc à. Ngon quá. Này. Đã nhờ. Thế mà đội này không biết ăn cái món này. Anh cứ thử được cái bê ở đâu em chưa nhỉ. Kiểu ngồi rừng các ga ấy. Không nhờ mọi người mua hộ ấy mà. Có khách nào đặt nhu cầu muốn ăn ấy. Mua. Đúng món nào. Đã liên hệ với cả anh chị ở dân địa phương ấy à? Trên tàu bây giờ họ có tàu phục vụ chú đáo lắm mà. Nay cho đi tụi nhỏ đi là để trải nghiệm trên tàu. Chứ còn đúng ra các anh trên tàu bảo trên này muốn ăn bất kỳ cái gì đều được hết. Nó có thể order được hết. Nhưng phải nói là chọn cái đĩa bê ngon. Em thấy anh trưởng tàu anh còn bảo mình mà muốn đi mà đoàn đông công ty mà mình muốn thuê nguyên một khoang ấy. Hay là hai khoang riêng của mình cũng được luôn. Như quả là thuê trọn ô tô cũng được ấy nhỉ. Đúng rồi, thuê các bạn có thể thuê cả đoàn tàu luôn được nhé. Cả đoàn tàu được. Đó, thôi kể. Anh bảo nó thuê mà theo một khoang còn rẻ hơn mình mua vé lẻ bình thường. Đúng không?
Dạ, hơn 60%. Dạ, hơn 40%. Sao bé Hải Nhi ăn làm sao mà lớn được? Hả? Ăn mấy miếng cơm mà không tí đói á. Chiều không đi bơi được đâu. Chưa đi bơi được mấy tiếng? Chiều nay không? Chiều bạn đi đấy. Biển ở Đà Nẵng này. Xong rồi tối nay ăn hải sản nhá. Ok chưa? Có bắt Tuấn ở trong đấy không nhỉ? Ôi biển rồi nhá. Biển. Đó. Nào bắt mở con ở trên thôi. Đây đỏ văn lên nào, sắp đến đỏ văn. Đây là khu vực kiểu Lăng Cô sao con ạ? Con chào chú nhá. Chào chú ạ. Còn cái phòng 2 giường đẹp nhỉ? Dạ. Chào chú làm khoang mấy giường? 3, 4 giường. 3, 4 giường. Dạ. Chú chưa bao giờ thấy được con khoang 2 giường này. Dạ. Nhưng mà giá như thế nào? Cái này là hơn 2 triệu vé chú ạ. 2 triệu là từ Hà Nội ra à, vào Đà Nẵng ạ. À từ đúng rồi, từ Hà Nội Đà Nẵng ạ. Ồ, tuyệt vời. Dạ. Cả một cái đoàn tàu này thì chỉ có 2 buồng nữa. 2 buồng này thôi. Và 2 buồng này với buồng bên kia là thành 4 giường á. Cả một đoàn tàu SM1 nên là các bạn nào muốn mua cái này thì phải lên website của Đường sắt Việt Nam để đặt vé. Xin vâng. Dạ, con cảm ơn ạ. Cả tàu hay là một khoang? Cả tàu đấy không có tàu. Có đúng 2 khoang. Cơm nữa ăn được chứ. Tức là trong này luôn ạ. Cái này bao gồm trong vé luôn chú ạ. Ồ. Dạ. 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 Tuyệt vời. Chú đi đâu không chuyên thì chú chưa biết. Dạ. Dạ. Kiểu ảnh với đại ca bố. Dạ. Dạ. Nổi nhi mắc. Nổi nhi thì con cháu gà chứ nổi nhi. Đúng rồi. Nổi nhi con cháu. Dạ. Tôi chỉ sau đi mít phủ. Tôi yêu cầu một cơ bản là. Dạ. Là tuyệt vời. Nào cảm ơn ông nhá. Dạ. Ừ, nhưng mà phải nói ngon. Mắm bê ngon. Ngon là cái mắm nêm đấy. Cái, cái loại bê thui này nó ăn đứt một số loại bê thui rồi mà mình đã thử ăn. Bê đúng là thịt của con à, cả con bê con. Con dê. Ừ. Còn con bò. Không. Ừ. Ừ. Quá. Có cả nhà không? Hay gọi là gian canh này đủ hết. Con mày con thấy ngon nhất là. Món ăn là phong phú này. Ừ. Giá đỗ này. Trứng rán này. Này con chả này. Là món thịt kho này. Và nạc tan. Ừ. Con thật no rồi nhá. Để chiều nay lấy sức đi bơi biển nhá. Bơi biển à? Ừ. Chiều nay thích đi bơi luôn chưa? Nó thích đi bơi. Nó bơi biển sợ đá đâm ra. Biển làm gì có đá con, chỉ có cát thôi chứ. Cát thôi. Con đi tắm sông thì nó mới bị đá đâm ấy. À, thôi. Nhầm nó thích đi về tắm sông ở dưới quê. Rồi, gia đình nhà mình giờ ăn cơm. Ăn nốt sau đó thì lại tiếp tục cuộc hành trình các bạn nhá. 2 tiếng nữa đến rồi. Ừ. Ăn không thì ngơi 1 tiếng, đến là vừa. Mà chưa ăn hết. Phải ơi, mình chưa đi bơi quá hả? Rồi con, chú thích con này, chú thích bố nào? Em đi ăn hết rồi. Nào rồi. Hả? Con ăn thịt này đó. Ăn miếng cơm đi, ăn miếng cơm nào. Hảo Nhi không ăn thịt này, buồn quá nha. Nào. Nào. Nhi ăn được 2 miếng. Ừ. Bỏ bì. Ừ, đẹp lắm. Ngoài kia là thị trấn Lăng Cô. Đấy, có đập Lập An nhưng mà này, đâm Lập An này. À, đẹp luôn. Trước mình có dừng ở đầm Lập An mà thưởng thức hải sản đây rất là tươi ngon luôn. Đầm Lập An này, bên cạnh đầm. Qua cái đoạn này cái đường nó chạy bo quanh cái đầm Lập An không nhận này. Nó đẹp thật đấy. Đoàn tàu đang đưa chúng ta về đến
gà lăng cô. Đây là đoàn tàu hàng này. Kia là cây cầu bắt đầu để lên cầu và đi qua hầm Hải Vân các bạn nhé. Đẹp chưa? Ấy, Bi là thấy thích cái này. Mỗi Bi là tỉnh táo để ngắm cảnh đẹp không bố. Còn mẹ với em Hải Nhi với anh Hổ là đi ngủ hết rồi. Anh Hổ đâu à? Anh Hổ đi ngủ rồi. Cô nào? Đây, đây là cái đường mà leo đèo này. À, chủ tịch đã dậy rồi, tranh thủ ra ngắm cảnh đi. Anh ở đâu đấy? Chúng ta là Lâm Trường. Ôi, đẹp chưa? Chưa. Ông bên kia mới ra được. Cái eo này là đẹp nhất chưa bố? Chưa, tí phải lên cao mới đẹp. Oh. Đây là một số du khách các ghi sai. Ấy, đẹp chưa? Khác gì chúng ta nhìn từ trên cao đâu. Wow. Biển ơi. Ui bên kia kìa. Ui biển chưa? Đấy, bãi biển Lăng Cô này đẹp lắm. Đây là đèo Hải Vân đúng không bố? Đúng rồi, đây là đèo Hải Vân đấy con. Ui biển xanh nhờ. Biển này. Con thấy khu vực ở trong này biển xanh không? Ờ, thế là tí kia còn biển không bố? Biển. Đấy, biển, biển đấy. Cái sóng gì mà nó đi lại á? Tàu chạy qua chỗ này là đẹp lắm rồi. Đấy, wow. Các bạn nhìn thấy chưa? Ở dưới đây là biển này. Wow, ở dưới này có cá không bố? Biển rất nhiều cá con ạ. À. Việt Nam mình là phong phú đấy. Con biết đây là biển, đây là biển gì không? Biển... biển Đông. Chắc sứa ở dưới sâu lắm bố nhỉ? Sâu chứ. Kiểu siêu sâu. Mấy cái gì trắng trắng như mẹ Tuyên? Đâu? Đấy là... đấy là bọt đấy. Bọt biển. Con tưởng con ngã là con biển. Sóng nó đánh... sóng đánh này. Vào bờ nên là cái lượng muối nó nhiều thôi con. Nó mới tung bọt trắng xóa, hiểu chưa? Con cá mập lúc đầu tiên số con... con ấy con đã chết đó. Nhưng mà cá mập... nào, đẹp chưa? Đàn tàu nó cong 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 kìa. Đấy. Đây gọi là eo biển đấy bố nhỉ? Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi nhớ thương nhau anh chờ em tới mắt tàu anh qua. Đây đúng bài ai xưa sáng tác bài đèo anh qua núi chính là bài hát hay nhất. Tàu anh qua núi, đèo anh qua núi.
Tàu anh qua núi mà. Vâng, có quả cua này mới đẹp này. Dạ, vì nhìn thấy kìa. Thấy không? Chưa. Đi dọc không biết bây giờ biển cái hạt muối nào nó cho ta nhỉ? Quay. Biển ở đây trong vắt luôn nhỉ? Một màu xanh biêm biếc. Càng về trong này thì biển càng trong. Nhưng mà khi đi cái hành trình xuyên Việt đi cùng mấy chị em kìa, bươm bướm hay không ai tắm cả. Dạ. Quá đẹp anh ạ. Biển xanh ngắt luôn. Xanh. Dạ. Vậy là cái thời điểm mà mình chọn đi qua cái khu vực này là nó là đẹp nhất này. Thì mới được là ngắm biển. Đẹp quá. Ở dưới kia đẹp kìa. Rừng vàng biển bạc. Một bên là toàn rừng. Bên là biển. Đây người ta gọi đúng là rừng vàng biển bạc ấy nha. Nè, nhìn sang phía bên kia đất liền luôn rồi kìa. Ui, chỗ này đẹp chưa? Cảnh đẹp ở đây phải nói là xuất sắc. Ở nhiều cái con thuyền nhỏ nhỏ ấy, đến gần rất to nhưng mình do mình nhìn xa nhìn nó rất là bé. Bà con đi đánh bắt xa bờ kìa. Phanh nó khít 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 khít. Nhưng mà chạy trong một quãng thời gian mà dài. Đầu máy nó nóng lắm đấy nhỉ. Đẹp quá anh ạ. Vâng. Chiều nay buổi sáng thì đẹp hơn. Dạ. Tầm này em thấy là đẹp lắm. We'll be right back.
nhìn phía xa mà hết cái tầm khuất kia mình không nhìn thấy đất liền, mình cứ cảm thấy mù mù như có sương mù ấy nhỉ. Anh nhìn này á. Bờ biển bãi cát trắng kìa. Chỗ kia làm bãi tắm thì chuẩn đẹp à nhá. Nhưng mà nó hơi bé. Hay là có cái tàu UNS của Mỹ ở trong cảng phía xa đấy. Ở đâu anh? Cảng phía xa đi lên đỉnh nó nhìn thấy. À. Dạ. UNS của Mỹ nó vào cảng phía xa của mình. À, nó cập bến tiếp nhiên liệu đúng không? Thăm, thăm. Thăm, à. Đấy, em cảng nào cũng vào được. À đúng không? Nước sâu mới vào được đúng không anh? Tàu sân bay lớn nhất của mình. À cái tàu sân bay USS đấy à? Đấy, đấy. À. Đi lên đỉnh đèo đi đấy. Dạ. Khoảng bao lâu nữa qua? Sao lên đến đỉnh kia anh? Anh chị mà được đi cái trên cái chuyến tàu Bắc Nam thì gần như là được ngày nào được ngắm biển. Đây lại còn nhiều rừng ấy chứ nhỉ? Dạ. Rừng nguyên sinh. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cái đầu máy ở đằng kia. À. Đấy. Ô, cái đoạn này đoạn cong người đẹp này. Mình ở toa 11. Đấy thì tàu này là có 15 toa. Thật ra là tàu mà kéo theo toa là phụ thuộc vào số lượng khách ấy nhỉ. Nếu mà có thêm đông khách vào ngày lễ, ngày Tết thì nối thêm toa. Đúng rồi. Lâu không đi tàu, nhớ cái cảm, cái âm thanh đi qua những cái dây ấy, đầu nối của dây cứ khịch 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 khịch. Cảm giác này, nhớ là đấy, thích. Đứng từ đây mình có thể nhìn thấy thành phố Đà Nẵng từ xa rồi đấy. Đi nhìn gần đấy thôi, đi cũng còn một chặng khá là dài để mới tầm ra đấy. Tất nhiên là nhìn thấy thì nó là một cái chuyện. Cung cầu Hải Vân 2. Những cái đoạn đường nguy hiểm thì thường là có cung cầu. Kia đúng không? Sao thấy ra xa kia đúng không? Đấy. À. Chuẩn bị vào ga Hải Vân à? Không, làm gì ga Hải Vân. Cung cầu nghĩa là cái chỗ mà để chỗ để tránh nhau. À.
đây là cái cột đèn tín hiệu à. Kia đúng không? Cái quả tàu sắp bay chưa? Rồi. Cái tàu lớn cạnh nó bé xíu luôn. À, cái tàu sân bay kia đúng không anh? Đó, anh đi. Đây, tàu sân bay anh kìa. Mọi người không để lấy đúng cái góc này ra. Rồi. Đoạn này là chuẩn bị xuống dốc đây đúng không anh nhỉ? Nên là phải đi từ từ. Nhìn thế thôi nhưng mà vâng. Đấy, tàu sân bay luôn với các bác xem nào. Tàu sân bay USS nhìn thấy thành phố Đà Nẵng từ xa chưa? Đấy, các bác có muốn đi ngắm cảnh thì chỉ có đi tàu lựa chọn mà từ thủ đô vào là đi buổi tối, buổi đêm nha. Hoạt động từ 21 đến 22 giờ. Thì đi ở đây sẽ được ngắm cảnh vào ban ngày. Thì đến đây sẽ được ngắm cảnh vào ban ngày. Dốc phanh trước kia cái phương tiện đi lại mà đến như bây giờ vẫn là tàu nhỉ, chờ được số lượng là nhiều nhất nhỉ. Mà bộ con tàu này chạy anh thấy là lâu nhất là được bao nhiêu năm? 40 năm, 30 năm, 40 năm, tùy. Đây, có một cái tàu đây, đúng không? Đây 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 đây. Quay Hải Nhi lúc Hải Nhi đang ngủ đó nha.
Đấy, rất nhiều cảnh đẹp nhưng mà Hải Nhi ngủ, bố gọi Hải Nhi không dậy. Đấy, bây giờ bố quay này để biết là Hải Nhi đang ngủ nha, không lại bảo là sao cảnh đẹp thế bố không gọi con. Bạn này cứ phải quay làm bằng chứng mới được. Quay làm bằng chứng. Lúc bé chưa được sinh ra thấy các anh đi chơi ấy nhỉ, cứ hỏi là tại hỏi sao sao không cho đi. Thay mặt gia đình Sapa TV là cảm ơn bác trưởng tàu rất là nhiều. Hôm nay là nhờ bác tạo điều kiện mà anh em là có chuyến gọi là đi xuyên Việt trải nghiệm trên tàu rất là thú vị. Cảm ơn bác Đại nhá, hy vọng là sớm gặp bác ở Sapa. Chúc gia đình có chuyến đi du lịch vui vẻ. Dạ dạ, em cảm ơn. Chào bác nhá. Vâng. Dạ. Dạ em cảm ơn ạ. Tình tê. Gia đình nhà mình là vừa mới xuống ga xong thì đang đứng trước cửa đây là ga Đà Nẵng. Và mình trước cửa ga Đà Nẵng thì mình thấy có một cái đầu máy này. Cái tàu cổ đúng không nhỉ? Hả? Cái tàu này cổ từ thời xưa à? Mình nghĩ là cái đầu máy này chắc là từ thời ngày xưa rồi. Đấy, bây giờ họ sơn bảo quản lại để chắc là phục vụ cho du khách tham quan thôi. Đấy. Giống hôm trước mình vào ga Đà Lạt ấy nhở, đi thăm mấy mình, cái mình nhớ không nhầm, đây là hình như là đầu máy hơi nước hay sao ạ? Đấy. Đầu máy hơi nước ấy. Nào cả nhà đứng ở đây chụp ảnh mấy cái đầu máy hơi nước là một kiểu nào? À. Ồ. Hơi nắng rồi bọn ạ. Đứng ở đây á. Ai đứng ở đây, đứng ở đây. Nào, cả nhà đứng ở đây nhá. Mang số hiệu 141026. Nào. Đây Nhi thấp như đứng ở đây. Rồi. Ai, sau đây gia đình nhà mình cũng xin phép là kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào hành trình khám phá Đà Nẵng của gia đình nhà mình nhá. Bye bye. Bye. Dân dã một cái gì đấy nó nguyên chất nguyên thủy hợp các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.